Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Mobile. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái nhân vật rất là VIP luôn các bạn ơi. Thành viên này thì hiện tại đang có sự kiện để sở hữu luôn. Anh em chúng ta sẽ cùng nhau ra xem cái sự kiện để nhận cái bé yêu này nha. Hướng dẫn với các bạn luôn cách để chơi cái sự kiện này nha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bảng. Anh em cần phải làm nhiệm vụ để có thể kiếm thêm được những cái orbit này mà chơi sự kiện nha. Và bạn nào mà chưa có biết cách làm nhiệm vụ thì các bạn có thể truy cập vào trang web hentaichannel.com. Trang web đó là trang web chính thức của mình luôn. Mình có chia sẻ về tất cả các nhiệm vụ của cái tựa game đó chính là Dragon City này nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm nhiệm vụ để có thể kiếm điểm nha mọi người. Khu vực này là khu vực list và anh em chúng ta phải chiến đấu 2 trận nè để kiếm được 8 điểm coi nha. Ok, let's go. Di chuyển nào anh em ơi. Đây, chia sẻ với các bạn tất tần tật và tút tùn tuột về cái thành viên. Một cái thành viên vô cùng cute phô mai que này luôn. Ở đây thì bé yêu này đang có 3 ngôi sao vàng lấp lánh. Và các bạn có biết được cái sức mạnh của chú ấy nằm ở cái mức nào hay không? Cái ngưỡng nào anh em ơi? Đây, lượng sức mạnh siêu to khổng lồ đến từ chiều Bure and Mary. Dứt điểm thành công một thành viên. Thành viên thứ hai của tên bạn thì con này hơi khỏe. Anh này chúng ta sẽ phải nhờ đến rồng 4 đầu nha. Lượng sát thương của bé 4 đầu được tăng gấp đôi các bạn à. Và ở đây chúng ta lại tiếp tục thi triển nữa nè. Lấm anh em ơi, lấm. Dứt điểm thành công nữa rồi. Ây cha, nhân vật này là bé hoàng tử băng luôn anh em ơi. Pha này cũng hơi chua chát một chút xíu. Anh em chúng ta vẫn phải nhờ đến Heric 4 đầu để chúng ta có thể cầm cự qua cái con trăng này luôn. Và bạn nào mà chưa có đăng ký kênh Hentai Mobile thì các bạn hãy bấm nhẹ vô cái nút đăng ký nha. Đây. Và mở thông báo hình cái chuông lên để mọi người sẽ không bỏ lỡ những video vô cùng hấp dẫn, những trận đấu căng não đến từ team HNT luôn. Wow, và đây là kênh YouTube thứ hai của mình nha. Mong các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình luôn nè. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với 1, 2, 3, 4, chúng ta gẹo tiếp nha mọi người ơi. Nhiệm vụ trong đây nó bắt mình làm là 2 trận và phải win nha các bạn, chứ thua là chúng ta không được đâu. Wow, hôm nay gặp phải một các bạn tung chicken. Chiến binh Kitsune. Lộn, cái con này là chiến binh Ratun các bạn ơi. Bạn này đổi đặt tên là Tùng ha, Mít in Việt Nam, nghe cái tên là biết rồi nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ khèo nhẹ với các bạn Tùng này. Đấy, lấm nhẹ một ít máu và sau đó đến với cái nhân vật gọi là Mysticat, sở hữu chiếc khiên siêu to khổng lồ. Tuyệt chiêu lần này của anh em mình sẽ là tuyệt chiêu mặt trăng. Wow, lại là Tùng Chicken các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tăng cái lượng sát thương tăng gấp đôi lên nè. Wow, 109. Ôi chà, hai con tên Tùn, còn bạn này là Halo ha. Bạn này nhà chưa có đặt tên. Rồi, thành viên này thì chắc có lẽ là anh em mình lụm vào tầm khoảng 2 hit là có thể qua mặt được rồi. Yeah, quá đỉnh luôn, các bạn thấy cái nhân vật này mới như thế nào đây? Cái độ hầm hố của chú ấy ra sao? Anh em cho ý kiến nhẹ một cái nha, cho ấm áp và tấm lòng coi nè. Rồi, ở đây thì anh em chúng ta đến với khu vực Arena và còn phải win 2 trận nha mọi người. Chỗ này thì chúng ta sẽ được 8, cộng 8 điểm coi nha. Ok, let's go. Rồi, ở đây thì chúng ta có thể thu vàng. Thu vàng thì kiếm điểm coi chơi cái sự kiện kế bên luôn nha mọi người. Tất cả các sự kiện trong cái tựa game này thì ở trang web của mình hntchannel.com, link để bên dưới phần mô tả của video. Mình đều có hướng dẫn cách làm hết rồi nha. Có gì anh em cứ việc vào trang của mình để tham khảo. Và anh em có thắc mắc hay có ý kiến gì thì cứ để lại bình luận bên dưới luôn nha. Rồi, bây giờ thì cái sự kiện này là mình đang có được tầm khoảng 1.142 điểm, nhưng mà ở đây mình sẽ làm cái nhiệm vụ kia trước nha. Khu vực Arena còn và còn phải win 2 trận. Tốc độ thôi anh em ơi, level 70, tên bạn level và mình cũng 70 luôn, cho nên hai bên nó là ngang cơ nhau. Tên bạn hình như là nó được cam với mình ha mọi người. Hệ cây thì được nhớ không làm lần, hệ cây nó sẽ đam với hệ nước đó các bạn. Từ chiều cây sẽ hút nước, đó là một cái nguyên tắc rất là bá đạo rồi. Từ chiều điện xem, thêm một hit nữa là mình sẽ hạ được cái thành viên này ha. Đây, ca này thì anh em chúng ta sẽ nhờ đến bà mẹ thiên nhiên đi. Wow, rồi bây giờ đến với nhân vật. Ui cha, chết chưa, lượng sẽ thu tay gấp đôi luôn kìa, căng nhà. Wow, mình cũng được đam với tên bạn nè. Chơi phải vậy nó mới công bằng chứ, để người ta đam gấp đôi lượng sát thương với mình, nhưng mà mình không có làm gì được người ta hết là đâu có được. Đâu có được. Rồi, lấm nhẹ lượng sát thương tăng gấp đôi 203.000, nên chúng ta lại thêm được một lượt đánh nữa. Khi sở hữu thành viên thuyền trưởng thì chúng ta có một cái chiêu thức rất là bá đạo nha mọi người. Ở đây thì nhân vật ma cà rồng đang có 4 ngôi sao vàng lấp lánh. Hai thành viên này level tộc khoảng 40. Anh em chúng ta cũng không có gọi là lấy lớn hiếp nhỏ, lấy to hiếp bé chứ hả. Mang cái thành viên bèo bèo ra chiến với tên bạn cho nó vui nè, gọi là xứng tầm nha.
đó, phải cùng đẳng cấp với nhau chơi nó mới vui. Rồi, đầu tiên thì sẽ nhờ đến thành viên đó là Thân Mộc. Bé yêu này thuộc dòng Titan và thuộc hệ lá nha mọi người. Đó, bass xe nhẹ thêm cái nữa nè. Wow, 25. Tên bạn cũng 25. Đó, chơi gì mới gọi là chơi nè. Rồi, anh em mình chắc chắn là hốt nhẹ được cái thành viên Harris Mon đến từ tên bạn rồi hen. Wow, King. Ui, cha, bạn ấy chỉ sử dụng một chiêu thức thôi là lụm luôn cái bé Titan hệ lá của mình. Tình huống như vậy không chấp nhận được. Anh em chúng ta phải ra giải quyết cái con mặt rồng này mới được nè. Đấy rồi, và đây là bé Sunny. Rồi, chào hỏi bé một tiếng luôn. Lợi sát thương tăng gấp đôi. Ôi chà, không phải tăng gấp đôi mà là đam mình quá to các bạn ơi. Không tăng mà vẫn hạ được. Hai trận rồi nha. À, vậy là xong nhiệm vụ chưa nha? Xong chưa nha? Ôi, xong rồi mọi người ơi. Chỗ này thì nên chúng ta tiếp tục đi thu 8k thức ăn. Chỗ này nha mọi người. Đây, bấm nhẹ vô cái là xong rồi. Vì mình mua 1 triệu. 1 triệu vàng chúng ta sẽ đổi được là 10.000 thức ăn nha các bạn. Đây là đến với cái khu vực list và tiếp tục win 2 trận. À, anh em ơi, vô nhận thưởng nè. Anh em trong team của mình thì chạy vô nhận thưởng nhanh là liền luôn nha. Và bạn nào mà chưa có team hay là muốn về team của mình, hãy liên hệ với mình qua fanpage Facebook nha mọi người. Cái fanpage Facebook mình để bên dưới phần mô tả luôn. À, fanpage Facebook của mình có cái tên là facebook.com rồi sẹt HNTGC. Đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái khu vực list. Win 2 trận trong đây. Ở đây thì ôi, mình còn có 1 trận thôi. Làm sao đào ra thêm trận nữa để làm nhiệm vụ đây. Thôi rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhờ đến sự xuất hiện của chiến binh khiên. Wow, thấy người của chú ấy mặc với một bộ giáp rất là to, cơ bắp cuồn cuộn luôn anh em ơi. Con này nó to bự hơn cái con mà Miss Cá lần trước mình nhận ấy. Danny, bé này thì 5 ngôi sao vàng lấp lánh và level tầm 40. Con này để hạ được nó là cũng một quá trình gọi là cây đắng. Lớn Caleb, con này thì 4 sao nha anh em. Không có bé trâu mũ khoan thì nay chúng ta cũng phải sất bất sang bang với đội hình tên bạn rồi. Gì đâu mà 4 sao, 5 sao, 5 sao. Ôi ôi, bây giờ là quýt không lợi luôn mới ghê đó chứ. Victory. Đó, bây giờ không thể coi thường đối thủ được đâu nha. Và bây giờ trên hòn đảo Lai thì đang có sự xuất hiện của một con Legend Daisy, một cái con rồng gọi là nghỉ hè ha. Thấy chú ấy cảm giác rất là muốn đi biển, đi tắm biển luôn ha. Rồi bây giờ thì nên chúng ta thay đổi một chút xíu nha. Lần này thì mang luôn cái con Heroic ra đi chiến cho nó máu. Xem bạn level 60 và 70 mà mình mang mấy cái con bèo ra thì chắc chắn là mình sẽ bị luộc, gọi là luộc tái luôn các bạn ơi. Đó, và nhân vật tiếp theo là Snapper, thành viên Legend. Con này thì hơi bị bá đạo nè. Mình là mình kết cái bé này từ cái nhìn đầu tiên luôn á các bạn ơi. Lúc mà mình mới sở hữu được cái thành viên này là rất là khoái nó. Vuốt ve nó nhẹ cái nó sẽ biến thành một cái cây giống như là một cái cây cổ thụ vậy. Rất là to. Wow, bây giờ thì sao đây? Sức mạnh đến từ thành viên thuyền trưởng. À ha, sức mạnh 5 sao nha. Không có đùa với anh được đâu. 100, ôi chà, lại thêm một lượt đánh quýnh vậy. Mình hỏi các bạn quýnh vậy thì con nào chịu nổi. Quýnh đã đam rồi mà còn tăng gấp đôi lượng sát thương nữa. Rồi, thêm là một lượt đánh nữa thì thôi rồi rồi. Ở đây thì mình lụm nhẹ luôn nha mọi người. Khu vực này là không có ai chịu nổi với mình rồi hen. Đây, bởi vậy mình mới nói với các bạn một điều là những cái con mà thuộc dòng đó chính là Heroic, là một trong những thành viên cực mạnh của team Dragon City rồi. Bass xe nhẹ thêm một cái nữa nha. Wow, 4 ngôi sao vàng lấp lánh luôn. Lượng sát thương anh em mình người ta gấp đôi. Ôi, vẫn thiếu đam à. Không thể tin được, không thể tin là anh em chúng ta lại bị thiếu một chút xíu đam như vậy được. Rồi, Nasper, ok luôn bạn ơi. Pha này thì mình sẽ nhờ đến Gang Guru với từ chiều Tesla Ray. Mang tên bạn về vùng bình yên nè. Ok luôn bạn ơi, win nhẹ. Rồi, ở đây mình còn tới 2 hiệp nữa. Ok, 2 hiệp các bạn ơi. Tới luôn anh em ơi, làm cho nóng nè. Wow, và đây vẫn là thành viên Snapper, thành viên còn lại là thủy quái nha mọi người. Nhìn vậy thôi chứ tên bạn nó khỏe lắm. Anh em chúng ta sẽ nhờ đến bà mẹ thiên nhiên để câu kéo máu trước nha. 104, thêm một cái nữa là anh em mình lụm được một bé rồi ha. Đó, cái con bà mẹ thiên nhiên này anh em để ý kỹ nè, trên người chú ấy luôn phát sáng nha mọi người. Những cái đường vân màu vàng trên người chú ấy luôn phát ra những cái luồng ánh sáng nhẹ nhẹ ha.
Rồi, ôi không thể tin được, anh em chúng ta vừa hy sinh một thành viên luôn. Ghê vậy. Wow, ca này thì đến với thành viên Legend. Bé này thì chỉ có 3 sao thôi, có 3 ngôi sao thôi mà các bạn thấy nó quờ ghê chưa. Đó, bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ để lại cho mình một subscribe nha anh em ơi. Đây, nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên nha mọi người, để các bạn sẽ không bỏ lỡ những video vô cùng hấp dẫn đó. Đó, rồi. Và bây giờ thì ngó sơ nhẹ cái, anh em chúng ta hốt luôn cái con gọi là con mực ha các bạn. Đây, hốt nhẹ thành viên con mực nè. Wow, level là tầm khoảng 50. Ok, lụm anh em ơi. Đây rồi, tới tới luôn, lượng sát thương tăng gấp đôi luôn. Wow, thành viên cuối cùng của tên bạn cũng thuộc dòng Legend Daisy. Nhưng mà con này thì level có 50 thôi. À, chúng ta hên thêm được một lượt đánh nữa nè. Đó, quýnh cho tên bạn gọi là không trở tay kịp luôn. Victory. Ổn ha. Và bạn nào mà chưa biết cách làm nhiệm vụ của những cái sự kiện của Dragon City thì nhớ truy cập vào trang web hntchannel.com nha các bạn ơi. Rồi, và nhớ vào cái mục gọi là Dragon City. Ở cái Dragon City thì mình có để tới 6 mục, 6 hay 7 mục về tất cả những cái những cái event của cái tựa game này. Rồi, và ở đây có 3 tập ha, 3 tập mới. Anh em nào thích thì xem thêm một tập nữa ủng hộ cho HNT nha. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.